mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Vui. Có bao giờ bạn nhận được những cuộc gọi mời chào tư vấn sức khỏe cùng những thực phẩm hảo hạng đánh vào tâm lý người bệnh như đông trùng hạ thảo tươi, vàng mềm của Tây Tạng hay sâm tươi Hàn Quốc chính hãng? Tuy hảo hạng và đắt đỏ, nhưng trên thực tế, những thứ quá đắt không phù hợp cho người dùng bình dân trong việc chăm sóc sức khỏe. Giáo sư Từ Tích Sơn, kỳ nhân bốc thuốc của Trung Quốc, đã chỉ ra một loại thực phẩm thay thế, thậm chí rẻ hơn và tốt hơn gấp vạn lần những thứ kể trên. Ăn thứ này sau 30 ngày, bạn sẽ nhận được những lợi ích sức khỏe toàn diện, đặc biệt hết rụng tóc, tóc bạc, lại tinh mắt, bổ máu. Xem video để khám phá vị thuốc đặc biệt này nhé! Kỷ tử là vị thuốc thích hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt có tác dụng hiệu quả với người thừa cân và người cao tuổi. Bản chất kỷ tử là tương đối ôn hòa, ăn ít sẽ vô hại, nhưng nếu ăn không kiểm soát, ăn quá nhiều sẽ dẫn đến nóng trong người. Công dụng của kỷ tử: 1. Chống rụng tóc, làm mọc tóc. Tóc rụng có liên quan chặt chẽ tới chức năng của thận, sự lưu thông máu và sức khỏe của cơ thể. Khi sử dụng kỷ tử, sẽ có những tác động tích cực đến hoạt động của thận, từ đó tăng cường tuần hoàn máu, giúp giảm rụng tóc và làm mọc tóc. Phương pháp đơn giản điều trị tóc bạc, rụng tóc bằng kỷ tử. Kỷ tử và nước ấm. Sử dụng kỷ tử ngâm với nước ấm rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, mỗi ngày không nên sử dụng quá 20g kỷ tử, nên uống vào tầm 4 đến 5 giờ chiều sẽ hấp thụ tốt hơn. Nhiều người lo lắng kỷ tử được chế biến và bảo quản không đảm bảo. Vậy bạn có thể rửa qua với nước trước khi sử dụng. Kỷ tử và hoa cúc. Trà kỷ tử hoa cúc. Sử dụng một lượng hoa cúc vừa phải cùng 10 quả kỷ tử pha trộn vào ấm trà, cho nước nóng, uống sau 10 phút. Kỷ tử có vai trò bổ khí và nuôi dưỡng mạch máu. Kết hợp cùng hoa cúc sẽ giúp điều trị chứng bạc tóc, rụng tóc, tăng cường sức khỏe. Để ngâm trà hoa cúc kỷ tử, tốt nhất là nên sử dụng ly thủy tinh trong suốt, rồi cho nguyên liệu vào cốc, sau đó thêm nước nóng. Kỷ tử và gạo. Dùng 15g kỷ tử, 50g gạo. Kỷ tử, gạo rửa sạch, nấu thành cháo trong nồi đất, sau đó ăn nóng, tác dụng rất tốt trong việc ngăn rụng tóc. Gừng và kỷ tử. Dùng gừng và kỷ tử ngâm với nước nóng, sau đó dùng nước này gội lên tóc, để tóc khô tự nhiên, 1 giờ sau rửa sạch. Sử dụng hàng ngày, sau 1 tháng hoặc lâu hơn có thể thấy hiệu quả chống rụng tóc rất rõ rệt. 2. Nâng cao thị lực. Kỷ tử chứa chất bicarotene có thể được biến đổi thành vitamin A trong cơ thể. Vitamin A sau đó có thể sản sinh ra retinoid, qua đó tăng cường khả năng thị lực, ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng. Mách bạn cách đơn giản giúp tăng cường thị lực bằng món ăn ngon từ kỷ tử. Cháo câu kỷ tử nấu dâu tằm. Nguyên liệu: 30g câu kỷ tử, 20g dâu tằm, 60g gạo nếp, gia vị đường phèn. Cách chế biến món cháo câu kỷ tử nấu dâu tằm: trước tiên bạn rửa và vo sạch nguyên liệu, sau đó cho tất cả nguyên liệu vào xoong, thêm ngập nước cùng với một ít muối và nấu thành cháo nhuyễn. Khi ăn thêm một ít đường phèn để ngon miệng hơn. Món cháo câu kỷ tử nấu dâu tằm có tác dụng bổ can thận, dưỡng huyết và bổ mắt. Canh gan gà câu kỷ tử. Nguyên liệu: 60g gan gà, 30g câu kỷ tử, 4 quả táo đỏ, 2 lát gừng tươi non, gia vị, muối, đường, hạt nêm, tiêu xay. Cách chế biến món canh gan gà nấu câu kỷ tử. Gan gà rửa kỹ với nước muối, pha loãng rồi sắt mỏng. Câu kỷ tử rửa sạch, táo đỏ bỏ hạt, cho tất cả nguyên liệu vào chén sứ. Mang chưng cách thủy khoảng 2 tiếng rồi nêm nếm gia vị vừa ăn, thưởng thức món ăn khi đói bụng cùng cơm trắng. Khi cơ thể suy kiệt, thị lực giảm, bạn nên dùng canh gan gà nấu câu kỷ tử 3 lần mỗi tuần để cải thiện sức khỏe. Đồng thời, bạn cần điều chỉnh chế độ làm việc và sinh hoạt hợp lý để việc điều trị tăng cường thị lực đạt hiệu quả cao. Lưu ý, những người bị bệnh gan mãn tính, tăng huyết áp và bệnh đường tiêu hóa không nên dùng món canh gan gà nấu câu kỷ tử. 3. Thải độc cho gan. Các loại quả mọng thường được sử dụng cùng với nhiều loại thảo mộc truyền thống khác nhau như cam thảo và nấm linh chi trong việc làm sạch gan. Theo dân gian, quả câu kỷ tử có lợi cho cả gan và thận, hỗ trợ phục hồi sức mạnh của cơ thể,
kèm theo khả năng đào thải độc tố. Vào những ngày nóng bức, bạn hãy pha cho mình một bình trà kỷ tử để hạ hỏa và tăng cường sinh khí nhé. Cách pha trà kỷ tử cùng long nhãn không hề phức tạp. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị gồm trà, mật ong, táo tàu khô, nước đun sôi, quả kỷ tử khô. Cách thực hiện như sau: bỏ lá trà vào bình đựng, lược qua một lần với nước sôi, tráng trà, cho tất cả nguyên liệu vào bình, đậy kín và ngâm nguyên liệu trong 5 đến 10 phút. Nếu muốn có vị ngọt tự nhiên, bạn có thể cho thêm mật ong, rót ra ly và thưởng thức. 4. Chất sinh sản ra máu. Cầu kỷ tử là một chất sinh sản và tái tạo ra máu, làm cho máu của những người già trẻ lại. Trong một thí nghiệm, tế bào hồng cầu đã có khả năng chống lại các gốc tự do nhờ chất flavonoid có trong cầu kỷ tử. Một vài thí nghiệm lâm sàng mới đây cho biết nó cũng chữa được bệnh thiếu tủy xương là nguyên nhân giảm không sản sinh được hồng cầu, bạch cầu và huyết bàn. 5. Kỷ tử làm đẹp da. Bạn lo lắng về làn da sậm màu cũng như nốt thâm hay vết nhăn đáng ghét. Vậy thì đừng buồn bã nữa, bởi vì vị cứu tinh đã xuất hiện rồi đây. Bạn có biết kỷ tử có tác dụng tốt trong việc điều trị nám da bởi chúng rất giàu vitamin C, beta-carotene và axit amin. Những hợp chất này đều giúp cải thiện sự hiện diện của hắc sắc tố, từ đó giúp làn da trở nên sáng hồng, mịn màng. Ngoài cách ăn trực tiếp, bạn có thể nghiền nhỏ một vài quả kỷ tử và trộn cùng sữa chua. Sau đó đắp hỗn hợp này lên mặt, để yên trong 15 đến 20 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Thực hiện việc này mỗi ngày sẽ đem lại kết quả mỹ mãn nhất cho làn da. Chưa dừng lại ở đó, nếu đang đối mặt với tình trạng mụn xuất hiện, ngoài việc dùng sản phẩm chăm sóc da từ bên ngoài, bạn nên uống thêm trà câu kỷ tử để hỗ trợ từ bên trong và giảm nguy cơ mụn tấn công đột ngột. Cách pha chế trà kỷ tử khá đơn giản cũng như dễ làm, chỉ cần những nguyên liệu sau: 15g quả kỷ tử, nước đun sôi. Thực hiện: rửa sạch quả, cho kỷ tử vào bình đựng, rót nước sôi vào, để yên trong vòng 15 đến 20 phút, rót ra ly và thưởng thức. 6. Điều trị bệnh sưng đau nhức viêm khớp. Những cuộc nghiên cứu khoa học mở rộng trên 20 năm qua về đề tài trên đã cho thấy bệnh sưng đau cấp tính và mãn tính do sự proxy hóa của các gốc tự do tăng nhiều vượt quá khả năng enzyme SOD của cơ thể. Sự mất quân bình ấy gây sưng đau và phá hủy khớp nối với các mô xung quanh. Cầu kỷ tử có thể duy trì lại được sự quân bình enzyme SOD để phòng chống sưng đau viêm khớp. 7. Chống ung thư. Kỷ tử có tác dụng ức chế rất rõ ràng đối với sự sinh trưởng và khuếch tán của tế bào ung thư. Thực nghiệm hiện đại và kết quả ứng dụng lâm sàng chứng tỏ, thường xuyên uống trà kỷ tử giúp nâng cao và cải thiện chức năng miễn dịch cho sức khỏe người già, những người cơ thể yếu nhiều bệnh và những người bị bệnh ung thư, đồng thời có tác dụng mạnh khỏe cơ thể và trì hoãn lão hóa. Nếu kỷ tử phối hợp với người bị bệnh ung thư sẽ giảm nhẹ được tác dụng phụ của độc tố, ngăn ngừa giảm bạch cầu, điều tiết chức năng miễn dịch. 8. Bảo vệ hệ thống sinh sản. Theo nghiên cứu trên cơ thể chuột, kỷ tử có thể làm tăng nồng độ hormone sinh dục trong huyết thanh của chuột, giúp cải thiện và phát triển tinh hoàn, từ đó bảo vệ và tăng cường chức năng của hệ sinh sản. 9. Chống trầm cảm. Không những giàu vitamin B và C mà kỷ tử cũng chứa mangan và chất xơ. Tất cả các chất dinh dưỡng này sẽ làm tăng mức năng lượng tích cực của bạn. Loại quả mọng này đã được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc để chống trầm cảm, các rối loạn lo âu và cảm xúc khác. 10. Tăng cường hệ miễn dịch. Hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và việc ngăn ngừa cúm luôn đi đôi với nhau. Các vitamin trong quả câu kỷ tử có thể tăng cường hiệu quả của vaccine cúm. Điều này rất hữu ích vì biện pháp tiêm phòng không phải lúc nào cũng bảo vệ bạn khỏi sự tấn công của virus. 11. Hỗ trợ giảm đau. Quả kỷ tử mang đặc tính chống viêm, có thể giúp bạn đẩy lùi một vài cơn đau, chẳng hạn như đau khớp. Dẫu vậy, vẫn còn khá ít thông tin chứng minh loại quả này sẽ đem lại tác dụng tương tự với tình trạng đau cơ bắp. 12. Cải thiện sức khỏe của phổi. Các nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ cầu kỷ tử trong 4 tuần giúp giảm viêm ở phổi và tăng hoạt động của bạch cầu nhằm chống lại các bệnh về phổi như cúm, hen suyễn. 13. Điều chỉnh huyết áp.
Hợp chất polysaccharide của quả kỷ tử được đánh giá cao ở đặc tính chống tăng huyết áp. Trên thực tế, đây là thành phần thường thấy trong các bài thuốc y học cổ truyền nhằm giúp bệnh nhân điều chỉnh huyết áp ổn định và ngăn ngừa các bệnh liên quan. Kỷ tử ăn đúng thời điểm vàng, tốt hơn vạn lần nhân sâm. Kỷ tử là thực phẩm, cũng là một vị thuốc đông y phổ biến hàng đầu Trung Quốc. Tác dụng của loại quả này đã được ca ngợi rất nhiều, nhưng cách ăn tốt cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết. Các giáo sư chỉ ra đây là hai thời điểm vàng nếu ăn kỷ tử tốt hơn vạn lần nhân sâm hay đông trùng hạ thảo đất đỏ. Kỷ tử là thực phẩm tốt cho lứa tuổi, đặc biệt có tác dụng bồi bổ với những người bị chứng gan thận hư yếu, thiếu máu, ù tai lâu ngày, còn giống yếu, đau lưng. Đối với các đối tượng khác nhau thì kỷ tử có tác dụng khác nhau. Với thanh niên, kỷ tử có tác dụng làm đẹp da, chống lão hóa, bổ gan, giúp tinh thần phấn chấn. Với người già, ăn kỷ tử giúp hạ mỡ máu, ổn định huyết áp, đặc biệt có thể điều trị triệu chứng như thiếu nước bọt, miệng khô, bí tiểu, ngũ tâm đều nóng, đổ mồ hôi trộm, thường xuyên mất ngủ. Thường xuyên dùng kỷ tử có thể giúp hạ nhiệt, tinh thần, dưỡng gan, dưỡng mắt. Tuy nhiên, để phát huy tối đa công dụng của kỷ tử, cần phải ăn vào đúng thời điểm. Trước khi đi ngủ chính là thời điểm quan trọng nhất để ăn kỷ tử. Đặc biệt là đối với người già, sẽ giúp chống được chứng khô miệng và ngủ ngon giấc hơn. Nhai khoảng 20g kỷ tử, uống thêm một cốc nước mát sẽ giúp bạn có một giấc ngủ ngon, sáng tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, minh mẫn và tràn đầy sức sống. Cách ăn tốt nhất là nhai trực tiếp rồi nuốt sẽ phát huy được tối đa công dụng của kỷ tử với sức khỏe. Nếu không ăn được trực tiếp, có thể ngâm vào nước rồi uống nước và ăn cả bã. Đối với người có sức khỏe, mỗi tối trước khi đi ngủ nên ăn khoảng 20 hạt kỷ tử sẽ có tác dụng bảo vệ rất tốt cho sức khỏe. Đối với trẻ em thì nên ăn ít hơn, tầm 5 hạt là thích hợp. Nếu dùng kỷ tử để trị liệu thì mỗi ngày nên ăn khoảng 30g mới đủ. Cần lưu ý, kỷ tử tương đối bổ, có thể sinh thấp. Người nào địa tỳ thấp hoặc bị táo bón lâu ngày không nên ăn nhiều. Những người đang cảm sốt, cơ thể bị viêm nhiễm hoặc đầy hơi chướng bụng cũng không nên ăn kỷ tử. Như vậy, trước khi đi ngủ là thời điểm lý tưởng để ăn kỷ tử. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể ăn vào buổi sáng theo lời khuyên của giáo sư Từ Tích Sơn sau đây. Ông cho rằng việc ăn một nắm kỷ tử vào buổi sáng còn tốt hơn đông trùng hạ thảo đất đỏ. Vì sao nên ăn mỗi ngày một nắm quả kỷ tử? Giáo sư Từ Tích Sơn hiện đã 88 tuổi, làm việc trong ngành thuốc, đông y đã hơn 60 năm, được người dân Trung Quốc gọi là kỳ nhân bốc thuốc vì những thành tựu trong nghề dược đông y trong suốt cuộc đời ông. Giáo sư Sơn không chỉ giỏi chuyên môn, ông còn là người thực hiện các phương pháp dưỡng sinh và ứng dụng cho bản thân vô cùng thành công. Khi đã ở gần tuổi 90 nhưng dáng vẻ bên ngoài của ông vô cùng săn chắc, rắn giỏi, mạnh khỏe, mắt sáng, đọc sách bình thường, thậm chí còn làm việc qua mạng để tư vấn sức khỏe cho nhân dân một cách thành thạo với máy tính và các thiết bị công nghệ. Giáo sư Sơn cho rằng, kiên trì ăn hạt kỷ tử còn tốt hơn uống đông trùng hạ thảo. Mặc dù đông trùng hạ thảo được xem là thực phẩm bổ dưỡng hảo hạng và đắt đỏ, từ lâu đã nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng trên thực tế, những thứ quá đắt không phù hợp cho người dùng bình dân trong việc chăm sóc sức khỏe. Đây là món khó mua, khó sử dụng vì bạn phải hiểu rõ cách dùng. Chỉ nên dùng với lượng ít, nếu dùng quá nhiều hoặc quá ít đều không mang lại tác dụng như vốn có, thậm chí còn gây hại. Không những thế, đông trùng hạ thảo quá đắt, lại hiệu quả cao quá nên nếu dùng hàng ngày sẽ dẫn đến bị lạm dụng, quá liều, sai một chút có thể gây hại cho cơ thể. Cái mà chúng ta cần là một thực phẩm tốt nhưng giá cả bình dân, phổ biến, ai cũng có thể mua được. Kinh nghiệm riêng của giáo sư Sơn, khi 70 tuổi, ông mới chính thức nghỉ hưu. Kể từ đó, đã hơn 10 năm, ông duy trì mỗi buổi sáng ăn một nắm kỷ tử, sau khi thức dậy, số lượng khoảng 20g mỗi ngày. Giáo sư Sơn khuyên, mọi người nên mua loại kỷ tử đường kính to, hạt nở, màu đỏ sẫm, không bị vết chấm đen. Chọn những địa chỉ bán hàng đảm bảo chất lượng, như vậy thì mới đảm bảo sau khi ăn vào có hiệu quả. Loại kỷ tử quá nhỏ, thịt ít, lõi hạt to,
vị đắng thì không phù hợp để ăn theo hình thức nhai hạt khô. Việc nhai hạt kỷ tử khô từ xa xưa đã được ghi lại trong cuốn sách Ngoại khoa Toàn thư rằng buổi tối trước khi đi ngủ nhai 30g kỷ tử, chữa bệnh khát nước vào ban đêm. Nếu phơi khô hạt kỷ tử nghiền thành bột sẽ chữa được bệnh viêm dạ dày, có hiệu quả tốt cho sức khỏe. Sau khi tự trải nghiệm cá nhân, giáo sư Sơn đã nhận thấy đây là một kinh nghiệm rất có nhiều lợi ích cho cơ thể. Vì vậy, trong những năm sau đó, ông thường xuyên khuyên mọi người nên áp dụng giải pháp dưỡng sinh phòng bệnh đơn giản này. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm bổ dưỡng mới để bổ sung vào chế độ ăn uống thường ngày, cầu kỷ tử sẽ là một sự lựa chọn tốt. Với hàm lượng lớn vitamin, khoáng chất cũng như protein, kỷ tử có thể giúp tăng cường sức khỏe tổng thể của bạn.